Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đấu Trường Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng ZTV phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Với Đấu Trường Ngôi Sao, chúng ta đã cùng nhau đi qua một đêm gala tuyệt vời, một đêm nhạc sôi động và một đêm với những bản tình ca. Đêm nay, chúng ta lại bắt đầu một đêm nữa với Đấu Trường Ngôi Sao. Ngay bây giờ, Đình Toàn mời quý vị cùng gặp gỡ hai ca sĩ nổi tiếng. Và vì sao chúng tôi mời các chị đến với đêm nay? Bởi vì đêm nay chúng tôi đã chọn chủ đề là nhạc trẻ thập niên 90. Và hai gương mặt ca sĩ mà khi chúng ta nhắc tới dòng nhạc này, chắc chắn quý vị sẽ nhớ ngay. Chúng tôi xin được chào đón nữ ca sĩ Thanh Hoa và nữ ca sĩ Mỹ Lệ. Hai chị xuất hiện là thấy đẹp rồi. Và cái tên kết hợp lại cũng đẹp nữa, Hoa Lệ. Thật ra âm nhạc của thập niên 90 thì Toàn cũng rất thích. Chị Thanh Hoa hay hát những bản nhạc Pháp nè. Chị Mỹ Lệ, Toàn nhớ có những phần trình diễn kéo cái cây đàn to, thật to, cello. À đúng ra thì cái nhạc thập niên 90 này thì chủ yếu là nhạc của chị Thanh Hoa. Và lúc đó Lệ cũng thần tượng và sống trong cái thế giới âm nhạc đó. Thật sự là Hoa rất là vui và hạnh phúc khi được mời tham gia chương trình Đấu Trường Ngôi Sao như thế này. Những cái kỷ niệm mà học về trong những cái thập niên mà khi Thanh Hoa tung hoành tất cả những cái sân khấu lớn của Sài Gòn. Dạ. Chị rất thích tham gia chương trình này và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chị em chúng tôi có mặt trong chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn hai chị rất nhiều. Xin mời. Sau hai vòng đấu, đội trưởng Nguyên Vũ có một trái tim, đội trưởng Giang Hồng Ngọc có hai trái tim, đội trưởng Quang Hà vẫn chưa có trái tim nào. Hãy đến với Đấu Trường Ngôi Sao ngay bây giờ. Và quý vị cũng biết là đội của ca sĩ Quang Hà thì chưa có trái tim nào cả. Nhưng chưa chứ không phải là không có, bởi vì sẽ có rất nhiều những vòng trình diễn tiếp theo hấp dẫn. Thế nào Tài nghĩ là những tiết mục cũng sẽ chinh phục những vị khách mời của chúng ta. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của ba vị đội trưởng từ chương trình Đấu Trường Ngôi Sao. Hãy cùng chúng tôi chào đón nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Nguyên Vũ. Cảm ơn sự trở lại của ba vị đội trưởng với Đấu Trường Ngôi Sao. Và hãy tiến đến vị trí của chúng ta. Xin mời. Đến với Đấu Trường Ngôi Sao, ba đội trưởng Nguyên Vũ, Quang Hà và Giang Hồng Ngọc sẽ mang đến những tiết mục ưng ý nhất do những nghệ sĩ khách mời của mình trình diễn theo chủ đề của mỗi vòng đấu. Hai nghệ sĩ trong ban giám khảo sẽ chọn một tiết mục yêu thích nhất và dành tặng một trái tim. Đặc biệt, đối với đêm thi đầu và cuối của vòng lập đội, sẽ có hai trái tim được ban giám khảo trao tặng mỗi đêm. Nghệ sĩ khách mời được tặng trái tim sẽ cùng đội trưởng bước tiếp vào các vòng đấu tiếp theo. Sau 10 đêm thi, mỗi đội sẽ có 4 nghệ sĩ khách mời giành được trái tim để vào vòng thi bán kết. Nếu số trái tim không bằng nhau, các đội trưởng sẽ thương lượng với nhau để có đủ ca sĩ khách mời trong đội mình. Và bây giờ là lúc chúng ta mở cánh cửa của đấu trường. Thưa quý vị, ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc rất hay, một ca khúc không quá đại chúng nhưng hay và đầy cảm xúc, cho nên đã được lựa chọn trong đêm nay bởi đội trưởng ca sĩ Quang Hà. Một bài hát rất hay mà Hà rất yêu mến nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội là được thể hiện. Đó là nhạc phẩm Chỉ Là Giấc Mơ, sáng tác rất hay của nhạc sĩ Kim Ngọc. Quang Hà thì không có gì đặc biệt hơn là dụ dỗ người nhà đến tham gia. Và cũng là một người em, một ca sĩ nam với gương mặt rất điển trai và một giọng hát rất là tình cảm. Đó là Minh Sang. Chưa đến khung trời trong tay,
một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp, nụ hôn đậm sâu, mắt cười sao sáng, làn tóc xóa. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, em gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai êm ái, giọng cười thật vang, thì thầm em nói tựa sương khuya. Vì em chưa đến, mơ nụ cười em sáng bờ môi biển sâu, đời anh ở đâu, ở đâu. Trời trong đầy một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp, nụ hôn đậm sâu, mắt cười sao sáng, làn tóc xõa. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, em gần mơ hồ khói thuốc. Bờ vai êm ái, giọng cười thật vang, thì thầm em nói tựa sương khuya. Vì em chưa đến ở đây mình anh, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười em xa, phần trình diễn này thì Toàn không biết là hai vị ca sĩ khách mời chúng ta thấy như thế nào. Xin được mời chị Mỹ Lệ. À, Lệ nhường cho chị Hoa nói trước, tại nãy giờ chị Hoa tấm tắc. Xin mời chị ta nói. Thực sự là bài này rất là có hồn và rất hợp với em. Và chị rất thích cái câu mà nãy mà em xuống cái giọng cái chữ đậm sâu đó. Vòng tay ấm áp, nụ hôn đậm sâu. Em hát nó khào á, cái giọng em thì nó sáng, nó trong, nó mạnh, nhưng mà khi chữ đậm sâu á, em cho nó khào xuống một chút, cái chị cảm thấy nó dạt vào tình cảm. Em chiếm được chị cái tình cảm là bởi chữ đậm sâu đó. Nó thật là nó nhẹ nhàng với chị, đó là chị thích cái cách dàn dựng cũng như là những cái ca từ. Em đã bộc lộ được cái cảm xúc đó, em làm cho chị thích cái cảm xúc này. Cảm ơn chị rất nhiều. Thế thì với chị Mỹ Lệ như thế nào ạ? À, thực sự ra mà nói thì mình phải công nhận bạn là một cái người ca sĩ rất là chuyên nghiệp ở trên sân khấu. Từ cách chọn bài, cách thể hiện bài và cái cảm xúc nữa, bạn mọi thứ ở bạn có một cái sự chuyên nghiệp. Chính cái sự chuyên nghiệp này sẽ đưa bạn đi xa hơn. Thực sự ra thì bạn đã tỏa sáng đêm nay ở đây rồi.
Xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Lệ. Bây giờ đến phiên đội trưởng của bạn. Tại vì bản thân Hà thì Hà là cái người nhà đấy, thì Hà muốn nghe cái lời nhận xét của mọi người xong rồi Hà mới chia sẻ với Sang. Còn bây giờ mà mình khen người nhà mình thì nó hơi bị gọi là chủ quan, thiên vị. Vâng, thế nên là có lẽ là xin lời nhận xét từ anh Nguyên Vũ với cả Giang Hồng trước đi. Đối với Minh Sang thì Nguyên Vũ đã quá quen thuộc với bạn rồi. Bạn đã có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường và bạn đã có quá nhiều giải thưởng dành cho mình rồi. Cho nên ngày hôm nay khi mà bạn đứng trên sân khấu này, bạn trình diễn thì rõ ràng bạn là một ca sĩ thực sự, một nghệ sĩ chuyên nghiệp để trình diễn. Bạn đã mang cái niềm tự hào, niềm vui cho những cái giải thưởng mà bạn đã có được. Và bạn mang đến một cái niềm vui rất lớn khi bạn đã làm sự hãnh diện cho Quang Hà khi mời bạn tới đây để mà trình diễn ca khúc vừa rồi. Nguyên Vũ tin chắc rằng là đối với cái tư duy hiện tại của bạn cũng giống như là cái tư duy âm nhạc thì bạn sẽ càng tỏa sáng hơn nữa. Cảm ơn Minh Sang đã mang đến tiết mục tuyệt vời cho đấu trường mà sao cảm ơn bạn. Em chào anh Sang, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại. Khi anh hát em lại nhớ tới kỷ niệm anh em mình có chung trong một cuộc thi. Nên hôm nay tự nhiên em gợi nhớ là cái kỷ niệm đó. Với anh Sang em chỉ biết nói rằng là một giọng hát em luôn yêu mến từ năm 2014 và đến bây giờ vẫn là như vậy. Và chỉ là anh nồng nàn hơn rất nhiều trong một tiết mục của anh. Khi mà Ngọc chia sẻ thì anh cũng phải chia sẻ một chút, đó là trước cả một cái cuộc thi đó thì anh đã biết ra Hồng Ngọc qua những cuộc thi khác rồi. Dạ tại và em đã... thi nhiều quá. Từ lúc đó thì cũng để ý một cô bé, bởi vì Ngọc với Sa là còn là cùng quê nữa cho nên là rất là để ý Ngọc. Dạ. Đặc biệt ở ngoài thì Ngọc là một cô gái rất là dễ thương, rất là ít nói và cực kỳ hiền lành. Cảm ơn anh. Bây giờ anh mới biết thêm một thông tin nữa là cực kỳ hiền lành. Anh sẽ ghi nhận và kiểm tra sau. Dạ, nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính. Dạ, bây giờ thì đến ca sĩ Quang Hà. Trước tiên là cảm ơn những lời nhận xét và những lời khen tặng của những vị khách mời cũng như là những đội trưởng. Riêng bản thân anh thì anh hỏi Sang là em đã cảm thấy hài lòng cái phần biểu diễn vừa rồi chưa? Dạ, nếu mà nói thật lòng thì em có một chút xíu xíu nữa. Em ước gì nếu ví dụ mình những cái chỗ cũng phải đã bật được hát lại một lần nữa thì sẽ làm tốt hơn. Không sao, tại vì là cái cảm xúc thì nó sẽ đã đến bất chợt. Anh không có cái lời nào để mà phàn nàn em điều đó cả. Và với Sang là một trong những cái người mà đã đứng ở trên sân khấu này quá quen thuộc, thì nếu như mà em ngày hôm nay em không làm tốt thì đó là chính là em có lỗi với bản thân của em. Với những cái lời nhận xét mà những vị khách mời hay là những đội trưởng dành tặng cho em thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Chúc mừng em và cảm ơn em đã bị anh dụ dỗ. Và một lần nữa hãy cùng chúng tôi chúc mừng phần trình diễn của nam ca sĩ Minh Sang. Thưa quý vị, trong lúc chúng ta chờ đợi xem Trái Tim đêm nay sẽ được hai nữ nghệ sĩ khách mời của chúng ta, đó là ca sĩ Thanh Hoa và ca sĩ Mỹ Lệ, gửi tặng cho phần trình diễn nào và phần trình diễn nào đã trở thành phần trình diễn được yêu thích trong đêm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với âm nhạc của những thập niên 90. Khi chúng ta nói đến âm nhạc của thập niên 90 thì chắc chắn mọi người nhớ ngay đến một chương trình phải nói là làm mưa làm gió ngay lúc đó, đó là chương trình Làn Sóng Xanh và một trong những bài hát nổi tiếng của giai đoạn Làn Sóng Xanh đó ngày hôm nay sẽ được trình diễn lại với quý vị, đặc biệt với giọng ca của nữ giám khảo khách mời của chúng tôi, ca sĩ Mỹ Lệ. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, Bên Em Là Biển Rộng. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông.
em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sớm thôi không dò bàng, khi em xa anh đã bơ vơ. Con sông lang thang đã khổ nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Bờ mưa sông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội nữa gửi đến phần trình diễn của các ca sĩ Minh Sang, Ngọc Bích và Mạnh Đồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ là lúc chúng ta chờ đợi quyết định của hai vị ca sĩ khách mời đến nay. Các chị yêu thích phần trình diễn nào nhất và sẽ quyết định dành tặng trái tim cho ca sĩ nào của chúng tôi? Sau khi hai chị em hội ý, vì trong đêm nay thì có tới ba bạn mà chỉ có một trái tim xanh thôi. Mà chị cũng muốn có một lời chia sẻ với lại hai em còn lại nếu không nhận được tim. Ở đây là một cái sân chơi. Chị đã nói là chị thích tham gia cái chương trình này vì chị muốn nhận được những lời chia sẻ cũng như là những giọng hát của các em. Mỗi người đều có những cái lợi thế hoặc là có những cái khuyết điểm mà sau này chúng ta sẽ khắc phục với thời gian. Thì chị có một trái tim này để động viên cho các em tiếp tục. Chị Thanh Hoa và Mỹ Lệ xin trao trái tim này cho mời hai chị đứng lên và đi lên đây. Hồi hộp quá. Dạ rồi, các chị hãy quyết định. Sao chị đi qua đấy. Bắt tay, bắt tay. Chưa đến nơi mà giao liền. Bắt tay. Bắt tay là hiểu rồi đó. Bắt tay. Trái tim này Thanh Hoa và Mỹ Lệ đã quyết định trao cho ca sĩ Minh Sang. Và xin chúc mừng. Chúc mừng ca sĩ Minh
sĩ Quang Hà. Chúng tôi xin mời ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Đào Ngọc và ca sĩ Nguyên Vũ cũng lên sân khấu để chia vui với cả ba ca sĩ trong đêm nay. Cảm ơn các bạn đã có những phần trình diễn thật tuyệt vời với chủ đề Nhạc trẻ thập niên 90. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những đêm tiếp theo của chương trình Đấu trường ngôi sao, và gần nhất là tuần sau với chủ đề Nhạc ngoại lời Việt. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đấu trường ngôi sao, chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Linh Toàn xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những tình huống bất ngờ đã mang một dáng vẻ mới khi có thêm lời Việt và đã đem lại thành công rực rỡ cho nhiều ngôi sao ca nhạc. Đấu trường ngôi sao mời quý khán giả cùng nghe lại những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng qua phần đăng tải của các nghệ sĩ được ba đội trưởng Nguyên Vũ, Quang Hà và Giang Hồng Ngọc mời tới tham gia đấu trường. Tình lỡ nếu cây xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát. Chị em hát lại nhạc cảnh này, chị yêu vô cùng. Thực sự là em chạm vào cái tim chị khi mà em hát. Chúc mừng em. Đấu trường ngôi sao, chủ đề nhạc ngoại lời Việt, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.